Vâng, xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hoàng Nhật Công Trường. Vâng, hôm nay em mới dọn xong một chiếc bếp ga Paloma mặt men. Thì chiếc này em đã test và vệ sinh rất là sạch sẽ và kỹ càng. Thì hôm nay sẽ lên cho bác nhé. Chiếc này Paloma có mã là ICL900B. Chiếc này sản xuất vào tháng 10 năm 2015. Đó, một chiếc bếp ga mặt men. Tất cả của nó còn rất là đẹp. Rồi, em đã lắp ga vào sẵn. Thì đối với tất cả các ga bên em thì khi em bán ra là sẽ đều có là bọc lưới chống chuột cho các bác nhé. Bọc lưới chống chuột này. Các bác nhìn, chiếc bếp rất là đẹp. Rồi, em đã lắp ga vào sẵn. Đó, các bác nhìn chưa? Lửa cháy rất là xanh. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Các bác giảm này, giảm này, tăng này. Ok, ngay sau đây sẽ cho các bác xem trong lò nướng nhé. Thì đối với chiếc này là khay vỉ bằng inox này. Đó. Khay vỉ bằng inox. Đây, lò nướng rất là đẹp. Lò nướng rất là đẹp luôn. Em sẽ cho các bác xem bên dưới này. Vâng, để em để cái chiên lửa xuống đã. Chiên lửa bằng đồng nhé. Chiên lửa bằng đồng này. Đó. Các bác nhìn họng rất là ok. Chiên lửa bằng đồng. Mình sẽ bỏ ra một bên. Đó, các bác nhìn toàn phần đây bên dưới này, không lò này. Đó, đây là trong là hệ toàn bộ hệ thống dây của bếp. Thì bếp này nó dọn rất là sạch sẽ và cũng như là đã test mọi chức năng ok rồi. Các bác về các bác chỉ việc là lắp ga vào mình sử dụng thôi. Đó, lắp ga vào mình sử dụng. Đó, chia lửa bằng đồng. Thế sau đây em sẽ cho các bác xem lửa lò nướng nhé. Nhìn chưa? Đây phần lửa trong lò nướng rất là đẹp. Tất cả là em đã chỉnh lửa, cả đã được chỉnh lửa phù hợp với ga Việt Nam. Nói chung về ngoại hình trước này thì rất khá là xuất sắc. Đó, thì chiếc bếp ga Paloma này thì em đang bán với giá đó là 2.500.000 đồng, giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì thực tế là bây giờ bếp ga vận chuyển về bọn em nhập vào cái cước phí nó cũng sẽ bị cao hơn một chút, nhưng mà em vẫn cố gắng cân đối làm sao cho các bác một chiếc bếp ga đẹp nhất nhá. Trước này thì bên này là bếp hai ngọn lửa, thì là bếp bên này sẽ nó sẽ cháy nhỏ hơn bếp ba ngọn lửa. Ngọn lửa cháy cực kỳ là xanh. Đây thì nó có thêm một cái phím 3 giây, đó là 3 giây giữ lửa này. Bên này là khai pin nhá. Thì em sẽ có tặng kèm pin theo cho các bác để các bác chỉ việc sử dụng thôi. Các bác đút thẳng tay nó sẽ vào. Và ngay sau đây em sẽ quay cho các bác xem ngoại hình xung quanh nhá. Ngoại hình xung quanh của bếp này. Các bác nhìn nhá. Sản xuất vào tháng 10 năm 2015. Xung quanh còn rất là đẹp. Ok, thì trong video này thì em mới vệ sinh xong một chiếc bếp ga men của Paloma. Thì bác nào ưng thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344567794. Em ở Kim Thành, Hải Dương thì em có ship có cọc nhé. Đó, ship có cọc. Thì đối với bếp ga thì các bác cọc giúp em ít nhất là 500.000 đồng, sau đó em sẽ đóng gói cẩn thận và xốp và gửi đến cho các bác. Thì đối với cái dòng bếp ga nội địa Nhật này thì trên là hai bếp lấu này, dưới nó có lò nướng rất là tiện lợi trong việc trong quá trình sử dụng. Đó, thì các bác có thể chế biến nhiều món ăn cho gia đình nhà mình. Và nó có những tính năng an toàn. Thứ nhất là cảm biến.
đây. Các bác sẽ thấy là đối với dòng bếp ga nội địa Nhật thì nó đều có hai cái cảm biến ở dưới đáy nồi. Thì cảm biến này nó nhận biết được nhiệt độ dưới đáy nồi. Khi mà nồi các bác mà cạn nước và bị xém thì nó sẽ lập tức nó sẽ giảm lửa. Nếu mà tiếp tục mà còn nấu tiếp thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhất của tầm 5 đến 10 phút là sau đó là nó sẽ tắt bếp hoàn toàn và khóa ga nhé, khóa ga. Và trong quá trình sử dụng, nếu mà bếp một bên mà bật lên được, hoặc là một trong ba bếp, hai bếp nấu một lò nướng mà bật không cháy, thì các bác hãy để ý có cái đèn ở đây này, đó chính là đèn báo pin. Tại vì là nếu mà pin hết pin thì nó không mở van từ ra để mở ga cho bếp cháy nhé. Đây các bác lưu ý giúp em là rất nhiều bác dùng bếp ga thì sau một thời gian là bật một bên một trong ba bếp nó không cháy thì có liên hệ với em, thì em cũng đã bảo các bác là các bác hãy để ý nó có một cái đèn này đó, nếu mà nó nháy đỏ sáng thì tức là nó đang hết pin, thì các bác hãy lắp cho nó một cặp pin mới nhé. Rồi ok, hôm nay thì em mới dọn xong chiếc này thôi, thì em sẽ lên cho các bác nào mà đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với em nhé, theo số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Rồi ok, xin chào và cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi ạ.